Yêu thích về các cây có mang tính dược liệu nên khi trở về Đà Lạt, Nguyễn Văn Thanh Bình đã sưu tầm nghiên cứu nhiều giống cây mới là có nguồn gốc từ nước ngoài đem về trồng và cho kết quả khả quan. Thế là Bình mạnh dạn ươm giống, chiết cành với quy mô lớn. Trung bình một tháng, mỗi loại giống xuất ra thị trường từ 5.000 đến 7.000 cây. Phóng sự sau sẽ giới thiệu rõ hơn về những giống cây mới này. Thưa quý vị và các bạn, khi đến với vườn ươm cây giống Thanh Bình thì chúng ta thấy rằng ở đây có rất nhiều loại cây mới và lạ. Và chủ nhân nơi đây đã tập trung ươm cây giống không chỉ để làm cây cảnh trong vườn hộ gia đình, mà xu hướng lớn hơn đó là chủ nhân còn muốn đưa những cây này trở thành những cái cây dược liệu ưu đến sức khỏe cho người dân. Và đây cũng là một cái hướng phát triển của Thanh Bình trong thời gian tới, không chỉ đem lại kinh tế cho hộ gia đình mà còn nó còn phát triển xa hơn, đó là đem thu nhập cho người dân tại địa phương. Sinh ra trong một gia đình làm nghề y học cổ truyền, do vậy mà ngay từ nhỏ, Nguyễn Văn Thanh Bình đã biết khá nhiều loại cây cọ có thể dùng làm thuốc. Sau khi tốt nghiệp ngành y học cổ truyền tại Huế, Thanh Bình trở về thành phố Đà Lạt, sưu tầm các loại cây lạ, không chỉ trồng làm cảnh trong nhà mà còn có công dụng là cây thuốc, cây dược liệu. Thế là từ năm 2012 đến nay, trên diện tích 4.000 m², Thanh Bình đã ươm giống và trồng thành công trên 1.000 loại cây khác nhau, vừa dùng làm dược liệu, dùng để ăn trái và làm thực phẩm chức năng có lợi cho sức khỏe. Hiện tại, cơ sở ươm giống Thanh Bình ở đường Nguyên Tử Lực, phường 8, thành phố Đà Lạt đã trồng thành công và xuất ra thị trường nhiều loại cây lạ, được người dân ưa chuộng tìm đặt mua như cây nho thân gỗ, phúc bồn tử, sa sâm, huyền sâm, cherry Mỹ, cây sung Mỹ. Có thể điểm qua một số cây lạ chủ lực có tại cơ sở ươm giống của Thanh Bình hiện đang là mùa cho trái, đó là cây nho thân gỗ có tên khoa học là Trabuticapa, được nhập về từ Mỹ. Khi nhập giống trồng cho đến khi có trái bói phải mất 8 năm. Cây có hình dáng tương tự cây ổi nhưng cho quả giống nho. Khi ăn có vị ngọt nhẹ, thanh. Quả của loại này không mọc trên cây thân leo, trên giàng mà mọc trực tiếp trên thân cây và cành cây. Cây có thể trồng trong chậu dạng bonsai hoặc khu đất rộng để phát triển thành cây lâu năm. Còn đây là cây sung Mỹ, có tên khoa học là Ficus carica. Thuộc họ dâu tằm, được trồng nhiều ở vùng khí hậu Địa Trung Hải hay ở bang California của Mỹ. Sau vài năm đúc rút kinh nghiệm, cây sung Mỹ đã thích nghi với thổ nhưỡng, khí hậu tại thành phố Đà Lạt. Đến nay, anh Bình có khoảng 500 chậu với 20 loại giống khác nhau, hiện đã cho trái. Anh Bình đã sử dụng những chậu này để chiết cành, nhân giống, bán trên thị trường với giá dao động từ 200 đến 600 ngàn đồng một chậu. Đối với cây phúc bồn tử đỏ, vàng và cây cherry Mỹ cũng được Bình trồng thử. Tỷ lệ cho trái đạt cao, vị ngọt thơm, màu sắc đẹp. Hiện tại anh đã ươm trên 500 chậu và xuất ra thị trường cũng được nhiều người ưa chuộng tìm mua. Từ năm 2012 tới giờ thì mình vẫn lấy số lượng cây của bên Bình để đóng đi các nơi. Số lượng nói chung là các tỉnh bây giờ hiện tại như cây nho thân gỗ thì các tỉnh như Hòa Bình, Hà Nội trở ra miền Bắc á, thì người ta đang tìm cái cây này rất là nhiều, tại vì có lẽ là nó hợp với ngoài đó. Tại vì cái cây này có thể nói là mình đầu tư một lần mà sinh lời mãi mãi, nên là người dân vẫn chấp nhận mua về để trồng số lượng nhiều. Với suy nghĩ là làm thế nào để người dân có thể được thưởng thức hương vị của những loại trái cây mới là được trồng ở nước ngoài mà trước giờ chỉ được biết đến qua sách báo, và nếu có ăn được thì phải mua ở mức giá khá cao. Do vậy, việc ươm giống thành công các loại cây ngoại nhập để xuất ra thị trường với dòng cây sạch bệnh và khỏe chính là điều kiện không chỉ nâng cao thu nhập cho bản thân, mà hơn hết cũng là hướng đi mới để các đơn vị liên quan xem đây là địa chỉ để phổ biến cho nhiều hộ được trồng phát triển mô hình kinh tế theo hướng mở. Ông đã ươm cây con và bán cho các tỉnh thì có thu nhập bình quân từ 150 triệu đến 250 triệu đồng một năm. Thì với góc độ là lãnh đạo hộ nông dân địa phương thì hộ nông dân cũng đã phát động trong nông dân, nếu ai có đam mê và có chút đi học về cổ truyền thì cũng nên phát triển cây loại cây này, và thứ nhất là làm cây cảnh, thứ hai là để phát triển kinh tế gia đình.
Từ bước đi này, trong thời gian tới, Thanh Bình cũng mong muốn sẽ đầu tư quy mô các vườn ươm, cũng như cho ra một không gian trưng bày sản phẩm để tạo một địa chỉ cho nhiều người đến tham quan. Đa số là những dòng cây mới nên mình phải tự học hỏi, tìm tòi và trên thực tế, thực tiễn mình trồng rồi mới rút được kinh nghiệm qua cách nhân giống của từng loại cây, thời tiết, khí hậu, rồi chế độ chăm sóc. Xu hướng của mọi người hướng tới bây giờ là đa phần là thích về những cây dược liệu, vừa là chơi, vừa làm cảnh, vừa làm thuốc chữa bệnh, vừa làm thực phẩm chức năng. Ở hướng phát triển sắp tới của bên tôi là sản xuất và trồng đại trà một số loại cây chủ lực. Với một thanh niên trẻ thuộc thế hệ 8X, dám mạnh dạn đưa suy nghĩ của mình biến thành hành động thực tế và áp dụng kiến thức được học vào chính diện tích đất sẵn có để phát triển kinh tế với những giống cây mới lạ mang lại nhiều tính năng có lợi cho sức khỏe của con người, thì xem đây là việc làm cần nhân rộng. Để rồi những cây mới như nho thần gỗ, sung Mỹ, cherry Mỹ dần trở nên quen thuộc đối với người Việt khi được tự tay trồng và thưởng thức hương vị ngọt ngào mà nó đem lại. Theo các nhà vườn chuyên trồng bưởi da xanh ở huyện Cai Lậy, Tiền Giang, từ sau Tết Nguyên đán đến nay, bưởi da xanh khá hút hàng, được thương lái Trung Quốc thu mua với giá dao động quanh mức 50 đến 55.000 đồng 1 kg. Trong khi đó, tại Bến Tre, lượng bưởi da xanh xuất đi một